sân chơi mới cho bé xì trâm sẽ rất là xì trâm cho coi. Sẽ có cầu trượt, xích đu và vòng quay ngựa gỗ nữa. Tha hồ cho bé xì trâm chơi luôn. Chà, toàn là những trò xì trâm không ha. Mình háo hức quá đi thôi. Thì ra cậu cũng thích chơi mấy trò này nữa hả Tí Đô? Không phải, ý mình là mình rất háo hức làm cho bé xì trâm chơi thôi. Được rồi Tí cô nương, cậu coi thử vòng quay ngựa gỗ nên đặt ở chỗ nào đây. Qua bên phải thì Tí Dũng về. Rồi, lùi lại một chút xíu nữa. Tốt, giờ thì lùi lại một bước mà thôi. À, được rồi Tí cô nương. Xì trâm ơi. Cậu ấy lại té nữa rồi. Mình mong là Tí Dũng về không sao. Có chuyện gì hả? Tí Dũng về bị té xuống cái hố mà Tí nông dân đào. Lạ dữ vậy. Mình không nghĩ là mình đào sâu vậy đâu. Sao trò này của ai bày ra đây? Ông là ai? Ta tên là Bitlick, là một vị thần lùng. Hả? Thần lùng sao? Chà. Ê, ngươi đang đứng trên đầu của ta nghe. Xin lỗi ngài Bitlick nha. Tôi xuống liền. Nếu ta biết các ngươi gây rắc rối như vậy thì ta đã không lên đây rồi. Mà các ngươi là loại sinh vật gì vậy? Chúng tôi hả? Là xì trâm, ai nhìn cũng biết mà. Ta thì không biết, ta không thấy rõ trong ánh sáng chói chang. Các ngươi chỉ là một đốm mờ mờ màu xanh mà thôi. Ý ông là ông sống trong lòng đất sao? Ta là kẻ đào vàng. Và ta chỉ lên đây khi cần tìm đồ ăn mà thôi. Và để tắm rửa một chút nữa. Ở dưới đó hết đồ ăn lâu lắm rồi. Ta toàn phải ăn sâu và bỏ để cầm cự hà. Sâu và bỏ hả? Ghê quá. Chúng tôi rất sẵn lòng mời ông một chút đồ ăn ngài Bích Lít. Mà ngươi là loại sinh vật gì vậy? Tôi cũng là một xì trâm luôn. Giọng nói nghe đâu có giống. Mùi của ngươi cũng khác nữa. Ông sẽ thấy tiếc vì thị lực kém của ông đó ngài Bích Lít. Phải, cậu ấy là xì trâm nhất trong các xì trâm tôi từng xì trâm đó. Tí khéo tay, những lời cậu nói mới xì trâm làm sao? Cậu ấy là Tí cô nương đó, ngài Bitlick ạ. Một Tí cô nương hả? Thú vị quá ha. Ta chưa từng thấy Tí cô nương nào trước đây hết. Sao ông không ghé qua làng của chúng tôi đi? Tí tham ăn sẽ làm cho ông món gì đó thật là ngon. Ông ấy nói ông ấy là thần lùng, nhưng lại ăn như một yêu tinh vậy. Thôi mà Tí tham ăn, thần lùng đáng thương này chưa được ăn gì ngoài sâu và bọ mấy năm trời rồi. Sâu và bọ hả? Chị nghĩ tôi thôi là thấy ớn rồi. Rốt cuộc thì ông tìm gì dưới lòng đất vậy ngài Bitlick? Đó là một kho báu vĩ đại nhất trên thế giới. Ít ra là ở dưới lòng đất này. Một kho báu sao? Nó được gọi là hang động đá quý. Ngọc lục bảo thì to như heo rừng. Đá ruby thì to bằng đầu các ngươi. Còn kim cương hả? Phải nói là kim cương ở dưới đó còn nhiều hơn bất kỳ mỏ kim cương nào cộng lại. Vậy chắc ông phải quay lại làm việc liền bây giờ rồi. Phải. Không, ta nghĩ ta sẽ nán lại thêm một chút. Bởi vì ta đã gặp được Tí cô nương nhỏ nhắn đáng yêu rồi. Phải không nè? Ngài Bitlick. Tặng cô nè, Tí cô nương dễ thương. Tôi rất cảm ơn ngài Bitlick, nhưng chưa từng có ai tặng cho tôi một bó cỏ dại như vậy hết. Cuộc sống của cô từ hôm nay sẽ còn có nhiều điều khác biệt hơn nữa. Phải rồi, chúng ta sẽ tận hưởng cuộc sống hòa bình với thiên nhiên cùng nhau mà, với hành trình tìm kiếm hang động đá quý. Ý ông là ở dưới lòng đất hả? Tất nhiên rồi, cô thấy đó. Cô và tôi, chúng ta ở bên nhau suốt đời. Điều đó thật là ngọt ngào ngài Bitlick. Nhưng tôi e là tôi không thể rời làng xì trâm này được. Chắc chắn là được. Có tôi ở đây, cô không cần phải lo sợ cái gì hết. Cho tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với cô. Thôi đi ngài Bitlick à. Nè, thôi dùm một cái đi. Chúng tôi ngày đã tới lúc ông lên đường rồi đó ngài Bitlick. Các người muốn như vậy hả? Được, các ngươi chưa biết rõ về ta đâu. Cậu có sao không Tí cô nương? Mình vô cùng cảm ơn sự quan tâm của các cậu, nhưng mình hoàn toàn có thể tự xì trâm cho bản thân. Cảm ơn. Cậu ấy bị làm sao vậy? Tảng đá trong sân chơi của bé xì trâm thiệt là hoàn hảo trong khu vườn của mình đó Tí Đô. Xì trâm ơi, cẩn thận đó Tí cô nương. Ôi da, lại là ông ta nữa kìa. Ta luôn luôn cảm thấy hứng thú với mẫu phụ nữ khó chinh phục mà.
Mình không nghĩ là ông ta sẽ chịu từ bỏ liền đâu. Mình biết cậu có ý tốt đi đâu, nhưng cậu vẫn cứ tỏ vẻ chăm chăm bảo vệ cho mình là sao hả? Nhưng tí cô nương à, mình chỉ muốn... Nè, ông ta lại định bắt tí cô nương nữa kìa. Biết lít hả? Chứ ai nữa? Thôi là tí vua đang ở chỗ mẹ thiên nhiên lên kế hoạch cho mùa xuân mất rồi. Tí vua sẽ biết nên làm gì mà. Chúng ta phải giữ chân ông thần lùn đó tới khi tí vua trở về. Nhưng tí cô nương không thích việc chúng ta bảo vệ cậu ấy. Thích hay không thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là đưa cậu ấy rời khỏi làng đã. Nhưng chúng ta sẽ làm cách nào đây tí khéo tay? Chúng ta sẽ nói là tí vua cần cậu ấy giúp đỡ chỗ mẹ thiên nhiên. Sau đó chúng ta sẽ làm một tí cô nương giả để lừa Big Lick, được không hả? Đúng là Big Lick không thể nhìn rõ, nhưng ông ta đâu có ngốc. Mình biết, bởi vậy phải có ai đó trong chúng ta đóng giả thành tí cô nương. Chắc là mình nên quay lại trồng trọt thôi. Được đó, mình sẽ giúp cậu nha tí nông dân. Không được, mình còn cả tấn đá phải vác đi nè. Ông thần lùng đó khó chơi lắm đó tí đô ạ. Bởi vậy người giả làm tí cô nương phải là sự trâm mạnh nhất và dũng cảm nhất trong số chúng ta, các cậu hiểu không hả? Khoan, chờ một quả mộng xì trâm chút xíu coi. Đây, mình làm hết sức có thể rồi đó. Cậu có thể lừa một thần lùng mắt kém chứ không lừa được mẹ thiên nhiên đâu. Chà, vậy là tí cô nương đã an toàn trên đường thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm rồi. Nè, nhiệm vụ nguy hiểm gì chứ? Vậy còn mình thì sao? Bộ cậu tưởng giả gái dễ lắm hả? Mình biết, đặc biệt là đối với một chàng trai cứng rắn và mạnh mẽ như cậu. Nhớ đừng để ông ta làm cậu mất mặt nha tí đô. Chuyện đó thì khỏi lo đi. Chỉ có đôi giày này nè, nó làm chân mình đau muốn chết luôn. Con sâu bé nhỏ xinh xắn của ta đây rồi. Chạy đi tí đồ. Ý mình là tí cô nương. Chạy. Chạy hả? Bằng đôi giày này sao? Giọng nàng nghe thiệt là kinh khủng. Tí cô nương nhỏ xinh của ta bị cảm cúm phải không? Đúng rồi đó ngài Big Lick à. Nếu như ngài không cẩn thận á là ngài bị lây đó. Đáng yêu quá chừng. Lần này cô đi với ta nghe. Ta không muốn lằng nhằng thêm nữa đâu. Không. Mèo. Ý tôi là... Ôi không. Mình nên hy vọng là Big Lick có khiếu hài hước. Ôi trời ơi, ta có tất cả kim cương, ruby, ngọc bích mà bất kỳ thần lùng nào cũng muốn. Nhưng sao mà chán quá. Không có chuyện gì thú vị ở dưới này hết nè. Có vẻ như ông đã đi lộn qua đường hang khác rồi đó. Không có chuyện nhầm lẫn đâu, hòn ngọc nhỏ xinh của ta. Nghe nè, Big Lick, có chuyện này ông nên biết. Tìm được rồi, đây là hang động đá quý. Mau bỏ cái tay dơ bẩn của nhà ngươi ra khỏi ngọc của ta, mau lên. Ta là Gadiana, chính là người bảo vệ hang động đá quý này. Qua đúng ý ta rồi. Có chuyện để ta làm trong lúc rảnh rỗi. Để xem ta biết các ngươi thành kim cương, hồng ngọc hay là hổ phách đây. Mà thành cái gì thì các ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi hang động đá quý của ta. Nhanh lên tí dụng vậy. Cậu hứa sẽ chơi bập bên với mình mà đúng không? Mình có thể tới đó trước khi cậu kêu tên mình xong. Cái tì châm bơi có chuyện lớn rồi. Cái ông thần lùng Big Lick đó bắt tí đô mất rồi. Vậy là có hiệu quả rồi hả? Hiệu quả gì chứ? Ông ta bắt tí đô xuống lòng đất luôn rồi. Chúng ta phải đuổi theo mới được. Tí dụng về, cậu và tí tham ăn đưa bé xì trâm về làng đi. Tí nông dân và tí thợ may đi theo mình. Bà muốn làm gì tôi cũng được, bà hiểu không? Nhưng mà xin bà đừng làm hại bạn gái của tôi đây nha. Bạn gái hả? Tức là một trong hai ngươi là nữ hả? Cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Cũng là cô gái duy nhất mà tôi đã gặp. Có lẽ ta sẽ để ngươi được sống. Có thêm một người nữ để nói chuyện cũng đỡ buồn ha. Ngươi thấy đó, không hề có ai ở đây để trò chuyện với ta hết. Ôi, Gadiana, tôi rất thích trò chuyện đó. Chúng ta có nhiều điểm tương đồng ghê. Tôi sẽ đánh lạc hướng bà ta. Còn ông ấy đào đường ra khỏi đây đi. Đây là cái lỗ mà họ đã chui xuống. Tí khéo tay à, mình muốn nói chuyện với cậu. Cậu đã bịa ra chuyện tới chỗ mẹ thiên nhiên chỉ để tách mình ra khỏi ông thần lùng đó hả? Làm vậy không có sự trung một chút nào hết tí khéo tài. Ông thần lùng đó nguy hiểm lắm tí vua ơi. Đúng vậy đó, giờ ông ta bắt tí đô đi luôn rồi. Tí đô hả? Nhưng ông ta muốn gì ở tí đô? Thì là vậy, tí đô đã cải trang thành cậu già. Mình hả? Ý cậu là tí đô gặp nguy hiểm là tại mình sao? Chúng ta phải cứu cậu ấy tí vua ơi. Tí cô nương nói đúng đó các sĩ trung nhỏ, đi theo ta xuống đất. Không biết ông Bích Lích thích cái gì ha. Bà không tưởng tượng nổi đâu, bạn Hiền. Có điều gì đó rất là địa chất ở ông ấy.
Ông ấy là một viên đá quý mà. Tới lúc giải cứu người phụ nữ của ta rồi. Tino, con ở đâu? Tino ơi. Đây cô bạn, thử đôi bông tai xinh xắn này mau lên đi. Đi cô đường, thần lùng yêu dấu của cô đã tới cứu cô đây. Chà, ông ta đúng là mù quáng mà. Tạ ơn Sì Trâm. Ôi, con sâu đất nhỏ bé của ta. Ôi, đá quý của em. Có ánh sáng ở phía trước kìa, thêm một chút nữa. Một chút của cậu hơi bị xa đó tí cô nương. Mọi người cũng Sì Trâm đúng lúc ghê ha. Là Tino. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Dạ, chắc chắn rồi. Hai người họ đã quyết định cùng nhau ở lại canh giữ kho báu này. Thật vui vì ông ấy đã tìm được một nửa của mình. Mình cũng vậy. Đó là một tin rất vui. Vẫn chưa hết đâu, họ còn nhờ con làm chủ hôn nữa đó. Chủ hôn hả?